Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình A-Group ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 USDT tính ra tốc cần SRK nha tất cả các bạn. Từ sự kiện của sàn trước của sàn Jut nha các bạn. Thì dự án này khá là uy tín nha các bạn làm các bạn. Để tham gia nha hôm nay mình clip phần link mô tả của mình, các bạn làm theo nhiệm vụ mình mà. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow bốn kênh Twitter của nó các bạn. Rồi các bạn join vào ba kênh Telegram group của nó. Rồi tiếp tục thì các bạn like, follow và tweet. Rồi tiếp tục thì các bạn tweet tăng 4 người bạn của mình vào các bạn. Các bạn lưu ý nè các bạn, thì Twitter các bạn phải trên 10 người theo dõi nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chỉ việc like nè các bạn. Các bạn chích dẫn với tweet nè các bạn. Các bạn tăng 4-5 người bạn của mình vào nha tất cả các bạn. Mình 1 2 3 4. Các bạn tăng từ 4 người bạn của mình các bạn tweet lên nè các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn đi, mình thêm người đi. Rồi, các bạn tweet lên nha các bạn. Sau khi các bạn tweet lại xong, các bạn cũng có up lên nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn cũng follow và tweet quay Twitter dưới đây luôn các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn gì việc test like thôi nha các bạn. Đây thấy người ta cũng bình luận buồn. Rồi các bạn cũng tăng vô 4 người bạn tiếp tục nha các bạn. Rồi, các bạn test lại nha các bạn. Rồi tiếp tục qua mở link form và các bạn. Các bạn chờ tôi quyết chút xíu nha. Rồi tiếp tục thì các bạn một bức ảnh logo này nha tất cả các bạn. Rồi đêm đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Trong các bạn download cái bức ảnh này các bạn làm đại diện Twitter của mình nha các bạn. Rồi thứ hai thì submit thì username Twitter của bạn, thì các bạn vào mở Twitter của mình ra, các bạn vào cài đặt, các bạn gặp username mình các bạn, account MMO của bạn này các bạn. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ với ETH trên ví chocolate nha các bạn. Rồi các bạn sao chép lên nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Chương trình A-Group này dành cho 20k user tham gia đầu tiên các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi một cái link retweet nha các bạn. Cái link retweet thì cái link bài thứ hai của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn trở về các bạn nhấp vào ba chữ gạch nè, các bạn nhấp vào hồ sơ nè các bạn. Ôi hai bài cũng có một bài các bạn. Bạn gỡ bài nào cũng được cho các bạn. Bạn gỡ bài thứ hai cũng được, bài thứ nhất cũng được. Rồi các bạn sao chép lên Twitter, các bạn gỡ bài thứ hai đi. Đi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở link form ra nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lên nha các bạn.
Rồi các bạn bấm gửi nha các bạn. Các bạn tạo Twitter thì các bạn ảnh đó, các bạn làm ảnh đại diện như thế này. Nè các bạn. Rồi ok, mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án ăn chia tổng giá thưởng 10.000 USD của Top Cần HRK đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.